Chiến thắng 2-1 của U16 PVF trước U16 Man City là một trong những cú sốc lớn nhất ở giải giao hữu Shanghai Future Star Cup 2023 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Thành quả của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông còn giá trị hơn, bởi bại tướng U16 Manchester City sở hữu nhiều tuyển thủ đang khoác áo đội U16 Anh như Dante Headley, Leke Drake hay Oliver Tavernan. U16 Man City còn có Regan Heskey, con trai của tiền đạo danh tiếng Emil Heskey. Dẫu biết bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn bất ngờ, nhưng việc đánh bại đội trẻ của nhà đương kim vô địch châu Âu là sự khích lệ lớn với U16 PVF cũng như hệ thống bóng đá trẻ mới từng bước chập chững ra biển lớn của Việt Nam. Đáng nói hơn, U16 PVF đã thể hiện được rất nhiều, trên rất nhiều khía cạnh như tổ chức đội hình, triển khai bóng, bọc lót và phán đoán tình huống. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông đều thể hiện đầy tự tin. Điều đó cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam rất giàu tiềm năng. Nếu được rèn giũa trong hệ thống công nghệ đào tạo hiện đại từ khâu vận hành, tập luyện, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe để huấn luyện chiến thuật, các cầu thủ trẻ có thể làm nên chuyện. Ở lượt đấu cuối lúc 15 giờ hôm nay, 31 tháng 8, U16 PVF sẽ chạm trán U16 Học viện Aspire, Qatar. Với giáo trình nhập khẩu từ Học viện La Masia lừng danh của câu lạc bộ Barcelona, Học viện Aspire là cái nôi đã đào tạo nên lứa cầu thủ vô địch Asian Cup 2019 cho Qatar. Lứa chủ lực của Aspire với Akram Irfa, Anmoe Ali cũng đại diện cho đội Qatar thi đấu ở World Cup 2022. U16 Học viện Aspire sở hữu dàn cầu thủ nhanh nhẹn, khéo léo, có kỹ thuật cá nhân ấn tượng. Đây tiếp tục là thử thách khó để U16 PVF thêm chín chắn, trưởng thành. Nếu thắng, U16 PVF sẽ góp mặt ở bán kết. Chuyên gia Đoàn Minh Sương chia sẻ, chiến thắng của U16 PVF trước U16 Man City bước đầu đã cho thấy tiềm năng bóng đá trẻ Việt Nam. Dù chúng ta không nên quá cường điệu kết quả ở các giải đấu trẻ, vấn đề là chúng ta tận dụng tiềm năng đó thế nào, đào tạo ra sao để cầu thủ đi đúng hướng, sau này trở thành nhân tài cống hiến cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, bóng đá trẻ Việt Nam cần đồng bộ với điều kiện tập luyện thi đấu quốc tế. Việc U16 PVF được ra nước ngoài thi đấu là điều rất đáng hoan nghênh. Hy vọng sẽ có thêm các trung tâm đào tạo ở Việt Nam cử đội trẻ ra nước ngoài thi đấu, áp dụng công nghệ đào tạo hiện đại để có thêm những cầu thủ trẻ, đội trẻ chất lượng.